Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 12 tháng 1 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong 3 ngày tới, hệ thống không khí lạnh suy yếu dần. Vì vậy mà thời tiết các tỉnh Bắc Bộ có những thay đổi nhất định. Cụ thể, vào ngày 13, trạng thái thời tiết chủ đạo là có mưa nhỏ. Do có mưa nên nền nhiệt chưa có cơ hội tăng cao, cao nhất chỉ từ 16 cho tới 19 độ ở phía Đông và từ 18 đến 21 độ ở phía Tây Bắc Bộ. Sang đến ngày 14, trời tiếp tục có mưa lúc sáng sớm. Tuy nhiên, ban ngày trời có nắng, nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng từ 19 cho tới 22 độ ở phía Đông và từ 22 đến 25 độ ở phía Tây Bắc Bộ. Đến ngày 15 thì thời tiết hầu như là không mưa, trời nhiều nắng hơn. Nhiệt độ trưa và chiều tăng lên ngưỡng từ 22 đến 25 độ ở phía Đông Bắc Bộ và từ 24 đến 27 độ tại phía Tây. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Thưa quý vị, ngứa ngoài da là một căn bệnh rất hay gặp vào mùa đông. Tuy bệnh không nguy hiểm nhưng mà gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt. Để phòng bệnh thì quý vị cần chú ý là bổ sung các vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Khi tắm chỉ nên dùng nước đủ ấm, không chà sát mạnh. Dùng kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da, nhất là những lúc vừa tắm xong. Khi bị ngứa nhiều, kéo dài thì người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu để được chỉ định dùng thuốc cho phù hợp. Đến với các tỉnh miền Trung, đợt không khí lạnh này ảnh hưởng không mạnh và lệch đông. Thời tiết các tỉnh miền Trung trong 3 ngày tới chủ yếu chỉ có mưa vài nơi ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ trong ngày 13 chỉ từ 18 đến 20 độ ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và từ 21 cho tới 26 độ ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Sang đến ngày 14 và ngày 15, nhiệt độ sẽ nhích dần lên, đặc biệt là tăng nhanh trong ngày 15 tháng 1. Cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ ở Bắc Trung Bộ và khu vực Trung Trung Bộ là từ 26 đến 28 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Trung Bộ thời tiết có xu hướng là ít mưa hơn, ngày có nắng nhiều, với mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thông thương cũng như là du lịch tại nơi đây. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang trong thời kỳ mùa khô, vì thế ở đây vẫn duy trì kiểu thời tiết là không mưa. Tiết trời tại mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 22 đến 25 độ. Còn tại Tây Nguyên, do kết hợp thêm yếu tố địa hình nên trời vẫn rét nhẹ với mức nhiệt chỉ từ 17 cho tới 20 độ. Ban ngày trời có nắng, ở khu vực Tây Nguyên thì nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 27 đến 30 độ. Riêng một số nơi như là Đắk Tô, tại Kon Tum hay là Đắk Nông thì nhiệt độ có thể cao hơn, lên mức từ 31 đến 33 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ vào ban ngày, số giờ nắng cao hơn nên nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Một số nơi thuộc Bình Phước hay là Đồng Nai có thể xấp xỉ ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Do vậy, quý vị cần chú ý bổ sung nước và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời rét. Riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng, nền nhiệt có xu hướng tăng dần mỗi ngày, lần lượt là từ 18 đến 21 độ, 22 đến 25 độ và 24 đến 27 độ trong ngày 15. Phía Đông Bắc Bộ trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ 3 ngày tới lần lượt là từ 16 đến 19 độ, 19 đến 22 độ và từ 22 cho tới 25 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác chủ yếu tập trung trong ngày 13. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới, dao động trong khoảng là từ 18 đến 21 độ trong ngày 13, 20 đến 23 độ trong ngày 14 và 23 đến 26 độ trong ngày 15. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 1 có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Riêng phía Bắc ngày 13 có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ có xu hướng tăng dần từng ngày. 3 ngày tới, lần lượt là từ 26 đến 29 độ, 27 đến 30 độ và 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nền nhiệt ban trưa không vượt quá ngưỡng 30 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, mức nhiệt không có nhiều biến động, phổ biến từ 31 cho tới 33 độ, miền Đông có nơi cao hơn. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới lần lượt là từ 16 đến 19 độ, 19 đến 22 độ và 22 đến 25 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió có cường độ trung bình, tầm nhìn xa trên 10 km, thuận lợi cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, duy trì thời tiết tốt. Mưa xảy ra về cuối ngày, gió hoạt động ở mức cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.